Giờ là buổi trưa 12 giờ ngày 29 tháng 2 2020. Đây là đứng trước là Costa International Hotel ở đường Trần Phú, quận Nha Trang. Trời hôm nay hơi âm u lắm nha. Bên cạnh là xe ra con nhà ga con này. Bây giờ là 12 giờ trưa nên hơi vắng khách.